Ngày 26 tháng 9, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt giữ 3 đối tượng trong nhóm giang hồ dùng mã tấu, dao tự chế trên đường phố và đập phá xe của dân phòng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo điều tra, rạng sáng cùng ngày, nhóm giang hồ khoảng 20 thanh niên cầm mã tấu, dao đi trên nhiều xe máy trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Lúc này, lực lượng dân phòng tuần tra phát hiện nên truy đuổi chặn lại. Khi tới ngã tư gần chân cầu Hiệp Hòa, bất ngờ nhóm giang hồ đi xe thành vòng tròn dây lực lượng dân phòng. Do bất ngờ, một số dân phòng ngã xuống đường. Lúc này, nhóm giang hồ dùng mã tấu, dao đập xe máy và dọa đánh lực lượng tuần tra bị ngã. Sau đó, chúng lên xe tẩu thoát. Ngay rạng sáng, công an đã truy xét bắt giữ được 3 đối tượng, thu giữ nhiều dao tự chế. Hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.